chuyện của Thánh Valentine. Có thể bạn đã từng nghe câu chuyện này, nhưng chắc rằng không phải tất cả mọi người đều biết hết về câu chuyện của Thánh Valentine. Nếu các bạn muốn nghe câu chuyện này, thì hãy để trí tưởng tượng của bạn bay bổng theo câu chuyện do chính Thánh Valentine kể cho các bạn về điều gì đã xảy ra với Ngài và tại sao trên khắp thế giới người ta kỷ niệm ngày lễ của tình yêu. Tôi xin được tự giới thiệu về mình. Tên của tôi là Valentine, là giám mục sống ở Rome vào thế kỷ thứ 3. Vào thời đó, Rome nằm dưới sự cai trị của hoàng đế Claudius. Tôi không thích hoàng đế Claudius và mọi người dân thành Rome cũng không thích ông hoàng Claudius. Vào thời đó, hoàng đế Claudius muốn xây dựng một đội quân hùng mạnh. Ông muốn tất cả đàn ông phải tham gia vào quân đội. Nhưng đa số người dân không muốn chiến tranh. Họ không muốn phải chém giết lẫn nhau và phải rời xa gia đình mình. Và như các bạn có thể đoán, rất nhiều người đã không nhập ngũ. Điều này làm hoàng đế Claudius rất giận dữ. Ông ta cho rằng nếu những người đàn ông không lấy vợ thì họ sẽ không phản đối việc tham gia vào quân đội. Thế là ông hoàng Claudius quyết định không cho phép bất cứ một người đàn ông nào được kết hôn. Những thanh niên trai tráng rất tức giận với cái luật mới này của ông ta. Tôi cũng không ủng hộ luật này, bởi vì các bạn biết không, tôi là một linh mục và công việc yêu thích nhất của tôi là xe duyên cho các cặp tình nhân đấy. Vậy là sau khi hoàng đế Claudius ban hành điều luật của ông ta, thì tôi vẫn tiếp tục đứng ra tổ chức các đám cưới, và tất nhiên là một cách bí mật. Mà điều này lại dường như là rất thú vị. Các bạn hãy tưởng tượng xem, trong một không gian nhỏ với một cây nến, chỉ có cô dâu, chú rể và tôi. Tôi thì thầm đọc những lời nguyện cho đám cưới trong những tiếng bước chân rình rập của những tên lính. Và một đêm khi đang làm đám cưới cho một đôi tình nhân, tôi nghe thấy tiếng bước chân. Thật là kinh khủng. Nhờ ơn Chúa, đôi tình nhân đã kịp trốn thoát. Nhưng tôi đã bị bắt. Có lẽ tại bước chân của tôi đã không còn nhanh nhẹn như trước đây. Tôi bị đưa ra tòa và bị kết án tử hình. Những ngày còn lại trong tù, chờ án tử hình, tôi cố gắng sống một cách vui vẻ. Các bạn có biết điều gì xảy ra với tôi không? Mọi việc thật là tuyệt vời. Rất nhiều thanh niên đã đến nhà tù để thăm tôi. Họ ném hoa hồng và những lá thư qua cửa sổ cho tôi. Họ muốn tôi biết rằng họ sẽ luôn luôn tin vào tình yêu. Một cô em gái của người cai tù được anh trai cho phép, cô vào nhà tù thăm tôi. Chúng tôi đã ngồi và nói chuyện với nhau hàng giờ liền. Cô gái đã giúp tôi luôn giữ vững được tinh thần. Vào ngày tôi phải lên đoạn đầu đài, tôi đã chuyển một lá thư cảm ơn đến cô gái vì tình bạn và lòng trung thành mà cô gái đã dành cho tôi. Và tôi ký dưới bức thư dòng chữ: "Tình yêu của Valentine dành cho con." Tôi tin rằng lời nhắn ấy đã dẫn đến phong tục trao đổi những bức thông điệp tình yêu vào ngày Valentine. Bức thông điệp của tôi viết vào ngày 14 tháng 2 năm 269 sau Công Nguyên. Giờ đây, hàng năm, vào ngày này, mọi người lại tưởng nhớ tôi, nhưng tôi cho rằng điều quan trọng nhất là mọi người luôn nghĩ về tình yêu và tình bạn vào ngày này. Và mọi người nghĩ đến hoàng đế Claudius, người đã cố sức ngăn cản tình yêu, nhưng tình yêu đã luôn luôn chiến thắng. Khoảng hai thế kỷ sau đó, vào năm 496 sau Công Nguyên, giáo hoàng Julius đã quyết định lấy ngày 14 tháng 2 là ngày lễ cho các cặp tình nhân gặp gỡ và tìm bạn trăm năm, và ông đã chọn một thánh để đại diện cho những người yêu nhau. Giám mục Valentine đã được chọn là thánh quan thầy của lễ hội này.
Bây giờ các bạn đã biết được câu chuyện về ngày Thánh Valentine. Và nếu bạn không biết làm gì vào ngày này, thì có lẽ bạn có thể kể câu chuyện về Thánh Valentine cho bạn bè của bạn, gia đình hoặc một người nào đó bạn muốn gây ấn tượng. Chúc bạn một ngày Valentine thật hạnh phúc. Thank you.